tin thời tiết. Chào ngày mới chị Hồng Giao. Hôm nay thời tiết có gì đáng chú ý gửi đến quý vị khán giả của VTV Cần Thơ không ạ? Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả. Từ đầu mùa khô đến nay, Nam Bộ vẫn chưa có đợt mưa trái mùa nào. Chuỗi ngày khô nóng kéo dài khiến cho khu vực miền Tây Nam Bộ hiện đang trong vùng trọng điểm cảnh báo cháy rừng, với gần 100 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Cùng với đó là hoàn loạt các điểm ở mức cấp 4 là cấp nguy hiểm. Mà dự báo là từ nay cho đến ngày 24 tháng 3, ở khu vực sẽ tiếp tục không mưa và khô nóng với mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 35 độ C, độ ẩm giảm thấp 33-55%. Và để bảo vệ rừng thì người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ở bìa rừng. Chuyển sang các thông tin chi tiết cho các tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo vào trưa và chiều nay thì số điểm nhiệt nắng nóng 35 độ C xuất hiện cục bộ tại Châu Đốc và Vĩnh Long. Còn tại Cần Thơ, Cao Lãnh, Trạch Giá, Cà Mau và các nơi khác, trời cũng khá nóng với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Ở đảo Phú Quốc, hiện thì nắng cũng đã bắt đầu lên. Và càng về trưa chiều thì nắng càng mạnh và nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng 32 độ C. Đến tối và đêm trời dịu mát giảm xuống còn 26 độ C. Trên biển thời tiết khá đẹp. Dọc ven bờ biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, ngày hôm nay trời chủ đạo là nắng, gió thổi đều cấp 3, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, độ cao sóng không quá 1m50, an toàn cho tàu thuyền hoạt động.